Người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt tay cái thọc một cái. Em nóng nhất là em im lặng à, là em bỏ đi. À được. Thích nấu ăn, nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Ừ. Chị dễ thương quá à. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Mời nhà trai. Rồi ngồi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Chào Trinh. Bây giờ trời thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Chị em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình... thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay sao vậy? Giọng Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Ừ. Em thích cắn. Cắn ai mà bị sứt mẻ cái răng chưa? À, dạ cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt tay cái thọc một cái. Trời ơi, tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cụp xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn. Tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi. Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng à, là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Bên đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em có cái tật xấu gì không? Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Và đó em quen được khoảng 6 tháng à. Mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá ha. 2 mối tình là thời học sinh, 1 mối tình thời sinh viên và 1 mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở cái người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ được chứ. Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi phát 75 ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không nè. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Rồi có 2 chai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bên có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào, hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Đây 68, 64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với đàn gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Má lúm đồng tiền á. Em có thích không? Có chị. Có càng hả? Má lúng là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, tùy má lúng nha em. Lúng đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hở ra càm ràm lựa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là đàn ông không có thích. Về mệt mồ hôi rồi kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên người ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng, khang tiếng, rảnh lắm, ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa ta ăn cơm xong ta buồn ngủ ta leo lên giường chuẩn bị ngủ bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè chưa tắm rửa chưa gì mà leo lên giường ngủ. Nhớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng tới chiều phải càm ràm thì chứ. Qua chỗ khác ngủ để ta mệt ta ngủ cho nó sáng cho nó khỏe đi, rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Hỏi ra tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Yeah. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tính em sao nè? Vậy em tính là người đàn ông gì ơi. Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chuẩn men. Không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Em nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ để mợ nói tiếp. Theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp dai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích rồi đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được, câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý đấy. Đồng ý, mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi, cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao? Đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ, em xin chào hai MC cùng bên đàn trai, bên đàn gái, cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Hiệp Hương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có muốn quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh đừng nắm tay em được không? Dạ. Rồi anh muốn hát cho em bài tặng cho em đến địa vị khán giả. Rối nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui ra khó đã có anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bằng tâm điều gì, và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Thôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái việc tài đó là massage đầu vai gáy, biết một số cái bài massage. Rồi mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hên chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá. Ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. anh Linh nhồn nhạt. Tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó coi chừng nó đứng hình luôn không. Dạ. Vậy thôi đó hả? Được không Hiệp? Qua đã nè. Hả? Qua đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin, gọi video call thôi. Không sao em ơi, một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương, có một cái gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thứ tăng trọng không anh? Cái không đâu mà tướng em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á, có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu, cũng biết cách quan tâm đến mọi người, như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi, em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm 1 năm đổ lại đây thì mẹ không có hối, nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần, thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha Hương à, chị muốn hỏi Hương em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi tay anh nuôi cho. Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa em nhé. Hương ôm thử có đúng cái sai của em không? Mà em hay ôm sao hả? Đúng sai không? Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ ngủ không? Vậy chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả? Vừa. Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm, còn không rung động thì không. Đừng nói bấm nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương dễ sợ. Nắm tay nhau đi. Tụi nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cậu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin cậu mợ cho con hôn với Hương cái. Hai. Em cho nó Hương cái. Em là một người đã từng ly hôn rồi, và hiện tại thì em đang độc thân không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Mời nhà trai. Chào anh trai. Anh ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Dạ. Rồi, xin mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân bên kia. Và xin chào quý vị khán giả và bạn gái ngồi ở bên. Em tên là Nguyễn Chiến Thuật, sinh năm 1974. Quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng hiện tại thì vẫn ở thuê chưa có ở nhà riêng. Nguyễn Chiến Thuật ha? Dạ. Chà, tên dữ nha. Làm nghề gì? Nghề nghiệp chính của em thì mua bán và sửa chữa máy ảnh này. Thôi mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào em các bạn trường quay, chào bạn trai bên kia nha. Em tên là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1982. Em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên tuyển dụng. Em run không? Em hơi run. Đừng có run, cứ coi như là sẽ chia tâm sự đi, đừng có run và nói lớn lên. Đừng có run em, thoải mái lên. Có gì có chị Hồng Vân bên đó mà, không có lo đâu. Đừng có lo. Bây giờ em nói luôn đi, là em có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là người vui vẻ, lạc quan, tích cực. Và em có một vài sở thích đặc biệt như chạy bộ, tập yoga và viết lách, đọc sách. Hiện tại em cũng đang tham gia một câu lạc bộ viết văn. Câu lạc bộ viết văn. Em có điểm yếu gì nào? Em hơi rụt rè và hơi ngại trước đám đông á, tức là em không có thể hiện được bản thân trước mọi người. Rồi, thôi bạn trai bên kia, bạn nói về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Điểm yếu thì thực ra là cũng có rất nhiều. Chụp ảnh thì đôi khi là mình ăn mặc nó cũng không được chỉnh chu lắm. Không phải điểm yếu đâu em, cái đó là cái nghề nghiệp mình phải vậy. Anh nhiều khi anh còn mặc không ra gì, đừng chi em. Nhiều hơn nữa thì nếu mà có duyên, có cơ hội ấy, thì bạn gái bên kia có thể tìm hiểu thêm. Còn em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì có 3. 3? Dạ. Dài nhất là bao nhiêu năm? Thực ra thì em là một người đã từng ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi hả? Dạ. Lấy nhau mấy năm? Chưa đầy 1 năm đâu ạ. Có con chưa? Dạ, hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Chào em. Dạ. Số tuổi của em là nhiêu nè? Em tuổi năm nay là em 46 tuổi. 46 tuổi rồi, người ta ly hôn là 20 năm rồi. Nghĩa là lúc đó là mới là cậu thanh niên. Nhưng mà 20 năm rồi không có mối tình nào trơn hả? Dạ có ạ. Sau đó thì cũng có cảm nắng cảm gió một chút. Nhưng mà cũng không được sâu đậm. Còn em, mấy mối tình rồi? Em thì em cũng ly hôn rồi, tức là đó cũng gần như là mối tình đầu của em luôn. Mối tình đầu. Ly hôn bao lâu rồi? Dạ em cũng ly hôn được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, có con chưa? Em có một bé trai 10 tuổi rồi. Hiện tại thì bé đang ở với ông bà ngoại ạ. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Cũng cần có một bờ vai để nương tựa, cần có một trái tim để cần chia sẻ, để cùng cháy bỏng. Em trai, em hãy cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Có luôn em ơi. Vâng. Gì nữa? Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn không nè? Có, em tự tin. Con gái ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Nhưng mà bạn này rất tự tin trong việc bạn nấu ăn. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Bạn đó cũng phải khỏe mạnh. Khỏe không? Dạ khỏe thì nó phải xem cái sức khỏe của mình ở cái lĩnh vực nào ấy ạ. Nói chung lúc khỏe lúc không. Lĩnh vực nào nữa? Có lĩnh vực khỏe, có lĩnh vực không khỏe. Khỏe mạnh rồi, cũng thích tập thể thao thì điểm cộng. Nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu. Rồi tính tình thì vui vẻ, hài hước, lạc quan, rồi phóng khoáng. Em thích kiểu vậy. Là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em? Vui vẻ không? Dạ có. Trời, chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng. Gặp cô nào cũng cười, cười lên em, nằm xuống, đứng nghiêng, cười lên, cười tươi lên, đó, cười đẹp. Chụp hình là vui vẻ vậy đó. Dạ. Khỏi cần nói ta cũng vui. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Và em chào anh tên Chiến Thuật đúng không ạ? Anh cảm ơn. Em tên là Thảo, em là một người bạn cũng rất là thân với chị Hương. Em thấy anh Thuật làm sao nè? Dạ em thấy ảnh đi ra với cái máy chụp hình là em thấy cũng được rồi đó. Em cảm ơn. Em thấy hai người hợp nhau không? Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Đó là nhận định riêng của em thôi, em không biết mọi người có thấy như vậy hay không. Anh cảm ơn. Một cái Thuật hôm nay em đi với ai vậy Thuật? Dạ em xin lỗi đâu, hôm nay thì có đứa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình. Rồi anh được không sao. Dạ, em cảm ơn. Ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, em trai tôi chụp hình ha, nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu, miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em, ha. Mặc dù đôi khi trong lòng rầu túi cười mà cũng cười lên em. Thôi mở rào đi nè, mở rào đi, mở rào đi. Rồi thôi hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh chào em. Dạ em chào anh. Dạ. Rồi, hôm nay thì được chương trình đã tặng quà thế nào, cho nên duyên ngày hôm nay thì anh gửi món quà rất là nhỏ. Trước hết thì cái này thì là cái bóp là khâu 100% bằng tay. Ôi dạ. Xin lỗi đợi anh một xíu. Sẽ gửi tặng chị Hồng Vân để chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em. Ủa cái này ở đâu ra em làm hay sao? Cái này là em khô bằng tay của em đấy. Wow, anh xin lỗi xin giỏi quá vậy. Cái này thì em gửi tặng anh. Không có nữa hả? Anh Quyền Linh nha. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Cái đấy bằng tay và handmade 100% da bò. Dạ. Ô trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm nha, chiến thuật. Em không biết là anh có thích đọc sách không? Sách này rất là thích đấy. Dạ. Thì em nay em đem một cuốn sách tới tặng anh với có một bài thơ của em nữa. Anh cảm ơn. Chắc chắn là anh sẽ đọc hết cuốn này. Em tặng anh cuốn này là vì có câu trong cuốn sách này rất là hay, tức là chúng ta giống nhau đến 90% về cái gen sinh học, nhưng mà cái gen tâm hồn thì cần phát triển cái khác khi nhau. Mà mình cần đến nhau ấy thì hiểu thì ai cũng hiểu. Dạ. Nhưng mà sự đồng cảm thì cái đấy mới là cái quan trọng. Dạ. Em đọc một cái bài thơ mà em làm tặng cho Thuật đi. Em không có đọc được thơ mình trước đám đông. Em không đọc được thì thôi em đưa cho Thuật đọc đi. Dạ em xin phép đọc đi em. Anh chị và mọi người em xin đọc là: em phủ son hồng, em kẻ mày cong, em trải tóc sẽ là đường ngồi thật thẳng, em mặc chiếc áo mới nhất, đi đôi giày đẹp nhất. Em mỉm cười, em soi gương, em thấy mình thật ổn. Trời trong lành hơn sau những đêm mưa, bầy sẻ díu dít trên mái ngói nhà ai. Nắng lên, cây gội, ánh mặt trời lấp lánh. Em nhìn xuống đường, những xe hàng xong lũ lượt. Này trái cây rất thơm, này sen rất tươi, này những chú cá quẫy mình trong tung bọt nước, và những tiếng giao hàng rất ngọt. Ôi buổi sáng Sài Gòn, hình như hôm qua em đã khóc, nhưng ngày mới đến rồi em sẽ biết nỗi buồn thành bữa tiệc vui. Em cảm xúc sau bài thơ đó Thực? Em cảm nhận từ bài thơ đây thì Hương là viết rất là nội tâm, chia sẻ rất là thực, chứ không phải hoa lá hay bay bướm cái gì nó quá là sâu xa. Dạ, em cảm ơn anh. Tới chương trình như thế này thì em thấy là mình đã thực sự là muốn gắn kết trái tim của một người xa lạ mà đến thân quen được không? Và muốn đi hết một chặng đường còn lại không? Em rất vui khi gặp anh. Anh cảm ơn. Dạ, em thấy anh cũng khá điềm đạm và từng trải. Em nghĩ là anh sẽ hiểu chuyện và có thể sẽ hiểu em. Dạ. Em cũng mong là mình có một cơ hội. Anh chỉ mong được là cái tình cảm mà khi mà mình dành cho nhau ấy, nó chân thành là được. Trong cuộc sống thì ví dụ như công việc của em ấy, đi làm hành chính hay là mình đi làm... Em làm hành chính. Dạ, em làm hành chính. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Theo quan điểm riêng của anh ấy thì... mong muốn là tất cả hai bên cùng chia sẻ nói những cái gì mà mình mong muốn của đối phương. Và cái thứ hai nữa là nếu mà có khúc mắc gì thì trong nhà phải nói trước, chứ không mong muốn được là trong nhà chia rõ ngoài ngõ là thông là không có thích. Dạ. Tức là đừng có sẻ chia, mình gọi là bà tám đó, đúng không? Đó. Còn bạn gái, quan điểm về hôn nhân gia đình của bạn thế nào, nói cho bạn trai nghe. Quan điểm của em thì tức là hai người phải hiểu nhau và cũng phải có sự hòa hợp và gắn kết về mặt tinh thần là trước tiên, với cái thứ hai nữa là vun vén và chia sẻ, chăm sóc. Nếu có một cuộc tranh cãi quyết liệt, ai sẽ nhường ai? Tại sao em phải nhường? Em có thể là em cũng nhường, nhưng mà sao mà ví dụ như mà quá cái sức chịu đựng của em thì không có cứu vãn được đâu đó. Em không nói chuyện đấy, bởi vì thường theo suy nghĩ của anh ấy, khi mà tranh cãi nó có thể không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà Bởi vì xung đột trong gia đình ấy thì chúng ta đã từng trải rồi, cũng đã hiểu rồi. Thì người đàn ông sẽ nhịn, nhưng mà đến một lúc nào đó nành rồi á, thì mình sẽ giải thích cho người đối phương mình biết. Yeah. Chứ mình không có tranh thắng thua gì, bởi vì thắng thua cũng chả ai được gì cả. Dạ đúng rồi. Kinh tế thì ai quản lý? Theo em thì kinh tế thì phụ nữ thì là người quản lý tốt hơn. Dạ. Nam giới thì phải cố gắng năng động và kiếm tiền thôi. Hương hỏi Thuật xem là Hương có một cháu bé 10 tuổi á, sống chung với Hương á. Dạ. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề đó? Em thì thực sự thì cũng chưa có baby, cho nên là cũng chưa biết tâm lý của bé như thế nào. Với trẻ con thì em rất thích trẻ con, cho nên là cũng với không phải là các cháu ruột của mình, mà nói chung là trẻ hàng xóm cũng thấy rất là quý. Không vấn đề gì cái vấn đề em đấy. Thích trẻ con đúng không? Dạ. Và cái việc mà với hai mẹ con như vậy giống như là em lời luôn á. Coi như là đi mua trâu mà được nghé luôn đúng không? Dạ. Bây giờ vậy nè, Hương á, tặng ảnh một bài hát đi, em đứng em hát rồi ảnh thao tác, ảnh chụp hình. Vậy đi đó. Đúng rồi. Đó, Hương đứng hát đi cưng. Anh hát được không? Nếu mà em hát được thì anh mong muốn là em có thể chia sẻ với anh một bài được không? Thôi thì em thử hát nha, mà nếu như anh thấy mà bắt nhịp được thì hát chung với em nha. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em. Đó. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Hay quá. Thuật ơi, Thuật, em khuyến mãi cho anh chị boy đi. Dạ dạ. Để coi đứa nào mập nha. Dạ. Bắn tim. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn. Đã có những tấm hình rất là ấn tượng đúng không? Dạ. Em có thể cho bạn gái xem lại được không? Dạ được ạ. Đó, hai người xem hình đi. Đẹp không bạn gái? Dạ đẹp ạ. Thôi bây giờ vậy nè, Thuật nói một cái câu gì mà chân tình từ đáy lòng nhất của em, rồi sau đó là mình tiến hành bấm nút đi. Đúng rồi. Dạ. Thực sự ra thì cũng không phải là bây giờ cái thời gian này, mà gần 20 năm rồi. Anh cũng rất là muốn có một người phụ nữ để làm hậu phương cho mình. Và anh mong muốn người đó là em. Trời ơi, anh chờ 20 năm rồi. Chỉ mong muốn cái người phụ nữ đó là em thôi. Dạ, em ơi, em ơi, em còn chờ gì nữa. Hương ơi, ngồi đi. Ngồi để và để tay vào cái nút bấm liền đi Hương ơi. Sau 20 năm chờ đợi, nút bấm đã cầm trên tay. Nút bấm có cháy đèn lên hay không tùy thuộc vào các bạn. 1, 2 và 3. Chúc mừng. Nào. Dạ, em cảm ơn anh. Hãy nắm tay nhau. Tôi bắt tay ông cái. Quả là hiệu quả, quả là hiệu quả. Hai đứa mình cứ thế mà làm thôi. Chúc mừng. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Trong những chặng đường tới thì em sẽ cố gắng hứa là sẽ mong được xây dựng một cái hạnh phúc bền chặt và cùng nhau đi cuối con đường. Hay quá. Rồi bây giờ thì bạn đặt nụ hôn đầu tiên vào gò má của bé Hương đi. Đã cho anh xin phép. Đẹp giống như anh Đan Trường nè. Người đàn ông của gia đình giống như anh Hiếu Hiền nè. Hiền lành, điềm đạm giống như anh Quyền Linh. Ga lăng giống như Trấn Thành. Hiền Trường Thành Linh. Không hút thuốc, có uống rượu không? Dạ bia cũng trong 10 chai. Trời ơi, 10 chai là em thấy nó hơi nhiều rồi. Nhưng mà có thể thì giảm lại đi. 4 lần trở lại rồi, 4 lần. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Hoa dữ luôn. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em. Rồi chào em. Dạ, giới thiệu mình đi em. Em tên là Khu Quang Hiếu, em 34 tuổi, em đến từ quê hương Vĩnh Long. Hiếu làm gì? Dạ em làm bên thi công lao phong với làm bên xây dựng. Thi công lao công là sao? Dạ lao phong. Dạ lao phong nhà. Lao phong hết trời, lao phong tôi nghe lao công. Em giới thiệu đi. Trước tiên thì em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Dân, chào bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Yến, 29 tuổi, hiện là em đang làm kế toán ở hủ tiếu Nguyên Quán Bến Tre. Trời ơi, quá gần luôn nè, Linh nói Dân nghe nha. Nhà của bạn gái, nhà bạn trai chỉ cách cây cầu Cổ Chiên thôi. Nhanh lắm, dạ. Cầu đi qua Vĩnh Long á, gần lắm, qua Trà Vinh luôn. Dạ. Rồi bạn gái cho tôi biết một chút ưu điểm và khuyết điểm đi. Ưu điểm cũng như khuyết điểm của em đó là dễ tin người, hơi thật hạn chút. Điều đó tốt mà. Em biết nấu ăn với lại thích học những món ăn mới. Có khuyết điểm gì không em? Em hơi bị nóng tính, khó chịu nữa. Em điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh là em cũng không hút thuốc, thích làm công việc và nhạy bén trong công việc. Không hút thuốc, có uống rượu không? Dạ có. Rồi xây dựng mà uống chút chút thôi. Uống nhiều không em? Dạ bia cũng có 10 chai. Trời ơi. Dạ điểm yếu là cũng như ngủ hay chưa. Cái sở thích của em á, em thích đi du lịch. Trong nước hay ngoài nước? Dạ em thích đi Mỹ. Mỹ Tho được không? Mỹ dạ. Tho. Phải anh, cái đó là thuộc trong nước rồi anh. Vậy nếu mà chưa được đi Mỹ thì mình đi ghé ăn Mỹ Tho. Nếu có vé đi du lịch được á thì sau này về anh tôi với em cũng phải là đi một chuyến được. Cái đó là cái mà anh nghĩ rằng nó cũng không xa lắm đâu. Dạ. Bởi vì giờ vé đi Mỹ nó cũng không đến nỗi cao. Đi theo tour không đúng có nhiều đâu. Được, vâng, cái đó là ước mơ trong tầm tay được. Vâng đi Mỹ hoài nè. Không có vấn đề gì. Nào ké máy bay chị đi. Em thích wally với lại thú bông, nhưng mà em không thích động vật. Vậy thì em hồi nó sẽ ước mơ trở thành hiện thực, anh sẽ tặng em một quả bông. Chúc em con. Sở thích của em là gì? Thích kiếm tiền và cũng thích đi du lịch nữa, nhưng mà chưa có điều kiện đi tại làm công việc. Nếu có điều kiện, có bạn gái cùng hợp ý đi thì em sẵn sàng đi du lịch. Cái ước mơ kiếm tiền của em được đó. Rồi cái chuyện tình yêu của em sao rồi? Dạ có, nhưng mà mới có mấy tháng rồi xong rồi chia tay rồi. Ồ vậy đó hả, lâu chưa? Em chia tay bạn đó là năm 2014. Em yêu có mấy tháng sao mà chưa chia tay em? Nói chung là hay ăn hiếp em một xíu nên là ở nhà em không thích cho nên là tụi em chia tay. Dạ, mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng có một mối tình đơn phương. Tôi thấy bạn gái đó dễ thương, mình theo đuổi mình quan tâm nhưng mà người ta không có quan tâm lại nên không đi được tới đâu hết. Quan tâm gì? Ví dụ cũng như mình chăm sóc, mình điện thoại, mình hỏi thăm, mua quà, mình đồ tặng. Mua quà gì? Quà hay là quà gì? Quà hồng. À. Ta thích wally ông ơi, bên đây ta thích wally ông ơi. Nhưng mà tại vì lúc trước mối tình là cũ, còn bây giờ mối tình mới này thì đổi wally nha, đổi wally nha. Dạ. Một chàng trai 34 tuổi mà chưa có mối tình dắt dai nào hết trơn á, còn trong trắng. Bên đây ta trinh nguyên nè. Em có hôn lần nào chưa? Rồi có hôn mẹ không? Rồi có hôn mẹ không? Hôn mẹ thì nói gì? Ôi trời ơi, đáng yêu quá vậy trời ơi. Em có cảm giác em nằm mơ em hôn người nào chưa? Nằm mơ thì có. Có hả? Cảm giác làm sao kể nghe coi. Thức dậy quên rồi. Quên rồi, người ta không có cái hình bóng cụ thể. Nói trời nghe nè, thế em có cái hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ để mà em yêu? Dạ có, vừa cao mà nó nói chuyện mà nó ngọt ngào, nó với có cá tính chút xíu. Rồi bên kia em sao? Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đẹp giống như anh Đan Trường nè. Xong rồi phải là người đàn ông của gia đình giống như anh Hiếu Hiền nè. Và tính tình phải hiền lành, điềm đạm giống như anh Quyền Linh. Và đặc biệt cái nữa phải ga lăng giống như Trấn Thành. 4 năm trong 1. Anh cũng đạt được cái tiêu chuẩn là cũng như hiền và như Đan Trường thì cũng không nói là 100%, nhưng vậy là cái anh của em là 70% được. Hiền Trường Thành Linh. Dạ chào anh Quyền Linh. Chào em gái dễ thương mà. Trắng thiệt á, có trắng. Dạ chào chị. Có thằng trai vậy đó. Thằng trai hiền lành, 34 tuổi còn trinh nguyên nha. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra thì bạn trai em muốn là cao bao nhiêu? Dạ 1m65 trở lên chị. Da trắng hay đen? Da trắng, uống rượu ít thôi. Nhưng mà 10 chai là em thấy nó hơi nhiều rồi. Nếu mà có thể thì giảm lại đi. 4 lon trở lại à? 4 lon trở lại thôi. Dạ. Em có tài lẻ gì không? Dạ em thì cũng có thích chơi thể thao. Văn nghệ thì cũng hơi dở nhưng mà cũng biết tí xíu. Em thích nhất cái điều gì ở bạn gái em? Thích nhất điều bạn gái là chân thật và không nói dối. Bây giờ nói người ta khó chịu quá là em chịu nổi không? Dạ chịu, tại tính tình. Tại em cũng tính em rất là kiên nhẫn. Lúc mà em xỉn rồi á thì em sao? Dạ xỉn rồi về em ngủ. Nếu mà nhậu xỉn quá mức độ của em là đi về là tự lo nha, em không có chăm sóc. Cái này nói trước luôn. Anh sao không có nhậu tới mà xỉn chứ đâu em. Coi tôi gặp đàn gái kia đi. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Kính chào toàn thể quý vị có mặt trong khán phòng. Chào cháu trai. Dạ xin chào cô. Tôi là dì ruột của bé Yến. Thế cháu trai ở đây thì đứng về góc độ của một người dì thì tôi thấy được, nhìn bề ngoài thì cũng rất là hiền và cũng có một công việc ổn định. Chỉ còn một chút xíu thắc mắc thôi, đó là nghe nói nhậu hơi nhiều. Nếu được thì mình hạn chế một chút. Với lại thêm một cái điều kiện nữa là Vĩnh Long với Bến Tre là hai cái tỉnh nó cũng rất là gần. Đây là cái điều kiện mà gia đình cũng thấy là rất là ổn. Dì ba thì thấy ok hả Yến? Có dì ba là ok hả Yến? Cảm ơn dì ba nha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bỏ nhậu được không? Dạ dạ được. Tại vì công việc giao lưu với bạn bè này cũng hạn chế lại được. Mình hạn chế là được rồi. Dạ dạ. Rồi vậy hôm nay chú rể đi với ai? Dạ con đi với cha, với anh, chị dâu và em trai út với em dâu. Dạ trước tiên thì em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái bên kia với hai anh chị. Em là em Út. Chị bên đây thì rất phù hợp với anh Hiếu. Nếu như mà chị về chị làm chị dâu của em thì em nghĩ những vấn đề đó thì rất là đơn giản, tại anh em rất là hiền. Và đặc biệt một cái là tính ảnh rất là thương vợ. Em nhìn em trai đó với ba đó, Hiếu giống ba với em trai. Hiền vậy đó. Em trai nó đô nhiêu thì chú gầy bấy nhiêu. Lo cho con quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt ha. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Dạ. Hết hồn chưa, quá trời quá. Hiếu tới đi. Em có món quà gửi anh. Rồi, cũng có món quà tặng cho em. Em cảm ơn. Rồi. Cái này nữa, còn nữa. Đứng im. Đúng, đúng nhiều bông luôn nè cưng. Tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em giấu yêu ơi, anh Lan đi tìm em 20 năm để chờ cả đời yêu thương. Tiếp. Xin em hãy theo anh đi về quê hương Vĩnh Long yêu dấu. Còn để chờ gì nữa, hãy theo anh về quê. Ta xây một ngôi nhà hạnh phúc. Này là bị sấm sét ái tình hay sao á, mà giờ từ hát mà chuyển qua đọc luôn là sao trời. Em chị hỏi này, cái nhà này là tự tay em làm hả? Mấy ngày? Dạ làm 2 ngày. 2 ngày hả? Dạ. Đó là tự tay người ta làm đó nha em. Dạ. Lần đầu tiên em gặp anh thì em thấy như thế nào? Thấy anh cũng thật thà, cũng vui. Còn anh thấy em như thế nào? Thế có nóng tính giống như lúc nãy em nói không? Thì nghe nói nóng tính nhưng mà giờ thì gặp mặt thì nghe nói nó cũng hiền chứ không có nóng tính. Không, cái này là nhìn mặt rồi, không có thể nào mà nói là dùng từ nghe nói được. Đúng không? Thì thấy bây giờ thấy hiện thực thì thấy rất cũng hiền. Anh có thích trẻ con không? Thích. Anh có thể giữ một đứa bé trong vòng bao lâu? Thì giữ cả ngày cũng bình thường. Nói chung là tùy theo lúc. Tính em cũng giống như những cái người già, nói chung hơi bị cổ hủ một chút. Ngày thường thì em rất là con nít. Không, tính này thì nếu ấy thì anh chịu được, không sao hết. Nếu trời mà yêu trẻ con thì sẽ giữ em được thôi. Còn nếu không yêu trẻ con không giữ được em đâu, cái này em nói trước. Rồi nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh qua bên này thăm em một lần? Tại công việc của em là nói chung là ít khi được nghỉ đó. Thời gian nào rảnh, bữa nào thí dụ một tuần đó, thứ bảy chủ nhật hay gì đó thì bữa nào em rảnh thì em nói anh chạy qua. Đợi nói mới qua được chứ không tự nhiên không tạo bất ngờ được hả? Nói chung là em lúc nãy em cũng có nói là em thích một người lãng mạn giống như Trấn Thành. Tuy là phải chăm sóc gia đình như Quyền Linh, nhưng như là Hiếu hiền và là hiền như anh Quyền Linh. Nhưng mà em cũng muốn có sự lãng mạn. Thí dụ anh cũng phải đi bất ngờ chứ. Tại vì thí dụ cũng đi qua bất ngờ để tìm hiểu coi bên nhà hay bạn gái của mình như thế nào chứ. Bây giờ anh có thể mở món quà đó cho mọi người xem được. Wow. Cái gì đẹp quá vậy? Dạ, cái đó này là cải mầm do chính ta em trồng. Mầm giá đó đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này không phải là giá, này là cải lên. Dạ đúng rồi. Bây giờ em thể hiện cái gì cho bạn gái thấy sức khỏe rồi coi chứ thấy yếu quá. Chuẩn bị nha. Chứng minh sức mạnh của đàn ông cho phụ nữ thấy nào. Chào quý khán giả. Anh Nho Ha CEO. Anh Nho Ha CEO. Đó. Xin biểu diễn bài nhập hôn quyền của Taekwondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ê! Trời ơi, là giật mình luôn. Một bài đó. Cái này em nghi về chắc có vấn đề gì, chắc em ăn đấm trước quá, chưa gì em thấy đấm nhưng mà em sẵn rồi. 1, 2, 3, 4. Trong vòng 3 tiếng đếm thôi. Hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có thật sự rung động chưa. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bấm hay không là quyền của các bạn. Ủa? Em có bấm không? Dạ có. Em có bấm không? Dạ có. Có bấm. Rung không em? Dạ cũng rung. Ngắm tay đi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cầm lấy và vào đó xem những bộ phim về tình yêu để yêu nhau nhiều hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi em trai. Dạ. Bắt đầu đi em. Dạ. Không. Giữa cãi đi, hồi về hai đứa xào ăn. Cái này ăn sống trộn gỏi được. Ăn sống luôn hả? Đúng rồi, tại cái này là trồng bằng nước sạch, có thể ăn tại chỗ luôn. Trời ơi, biểu gì nghe nấy vậy trời đất ơi. Cái thương gì đâu á. Em mời em. Dân mời cô. Được rồi, cảm ơn em. Đúc đi, nhiều vô. Sản phẩm em trồng nên em được tự tin nha. Hồi nãy chị đã khuyên em rồi, em phải ăn trọn gói, em đừng có chia cái này cho ai hết trơn trọi đó. Chia sẻ là vui hạnh phúc mà. Nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Dạ. Hay. Em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Em thích cảm giác yên bình với người có tính cách mà họ thiện lương. Em qua cái tuổi yêu đầm thấm, yêu cuồng nhiệt rồi. Tức là bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu em đềm thôi. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hùng Vương. Em năm nay 29 tuổi, sinh ra tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An. 5 năm tuổi thì em theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng vùng kinh tế mới. Tới năm em 18 tuổi thì em xuống Vũng Tàu sinh sống và làm việc cho tới bây giờ ạ. Tới bây giờ hiện nay đang Vũng Tàu với ai? Tới giờ thì em sống ở Vũng Tàu một mình. Em đã từng làm nhiều nghề rồi, trong đó có nghề em làm lâu nhất đó là em làm quản lý khách sạn. Em làm quản lý khách sạn là em có từng chụp hình với anh rồi đấy. Ủa vậy anh có vô khách sạn hả? Anh có dẫn vợ anh và 2 nàng công chúa. Trời, may quá. Trời ơi, tôi nhóm vậy rồi đó Linh, tôi nhóm vậy rồi luôn á. Tôi sợ nó nói vô với ai. May quá. Ủa rồi bây giờ em đang làm gì cưng? Cũng quản lý khách sạn luôn. Hiện tại thì em đang còn kinh doanh homestay. Và em làm thêm về bên môi giới bất động sản của nhà kinh doanh. Homestay ở Vũng Tàu hả? Ở Vũng Tàu luôn. Linh nhớ lấy địa chỉ Linh. Đặng né. Không, mình đi với vợ con mà. Đi ai đâu mà né. Thôi em sao nè, gỡ cho anh Linh đi. Anh rối lắm rồi, tự giới thiệu nói lớn lên là lớn cả cảm xúc của anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh Vương. Và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Trúc, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ ô tô. Ở đâu em? Dạ hiện tại em đang công tác tại Thủ Đức ạ. Nhà em ở Gò Vấp. Là hiện tại là mình ở Vũng Tàu luôn hả anh? Đúng rồi em, anh ở bãi sau ạ. Anh có thấy khoảng cách giữa em với anh có xa không? Anh nghĩ là một chuyến xe nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu như 5 giờ chiều mình tan ca thì 7 giờ tối vẫn có thể gặp được nhau rồi. Là anh từ Vũng Tàu anh lên Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh nghĩ là nhiều người nói thế này này, tức là khi chúng ta rảnh chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Hay. Cho nên là Anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể của bản thân mình. Quan trọng là tình yêu có thăng hoa không thôi. Nếu mà tình yêu đủ thăng hoa, đủ chín á, là dọn từ Vũng Tàu về Sài Gòn luôn. Chuyện nó bình thường. Thế còn bây giờ bạn giới thiệu hết những gì mà mình muốn nói để cho bạn trai kia hiểu về mình. Ưu điểm của em á, thì em hoạt ngôn, hòa đồng, vui vẻ với mọi người và chân thành. Còn yếu điểm của em thì em khá là nhạy cảm. Tại vì em sống thiên về tình cảm, cho nên là em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người thân của em. Đó. Còn cái khuyết điểm nữa là em là người rất là thẳng tính. Tức là em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Nói liền luôn, không có để bụng. Dạ đúng rồi, em nói liền luôn. Dạ, em cũng có thích nhậu nữa. Dạ, em không biết là bạn nam ở bên kia như thế nào, nhưng mà lâu lâu á thì em hay cùng đồng nghiệp và cùng những anh chị em là đi nhậu với nhau. Tủ lượng của em là tính như thế nào? Tính ly hay là tính lon? Em uống mà em có thể kiểm soát được là tầm khoảng 5 lon. Dạ, còn 5 mấy lon ly? Dạ ly thì không có tính ly chị. Rượu phải uống bằng ly chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Tính lít á. Tính bằng xị hay là tính bằng lít á? Anh Linh hỏi vậy. Dạ xị thôi ạ. Xị. Dạ. Em ơi, anh hỏi chút này. Dạ. Em bảo là 5 lon là em còn kiểm soát được. Vậy thì em có hay không kiểm soát được bản thân không? Dạ không anh. À. Dạ. Rồi, em trai, bây giờ em hãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là tính em thân thiện, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Đúng rồi, quản lý khách sạn mà. Đủ mọi lứa tuổi, tức là em có thể nói chuyện và chơi những bé 1, 2, 3, 4 tuổi cũng được. Quá tốt. Hay là đến những người lớn tuổi 60, 70 tuổi. Giống anh đó, anh là giao tiếp ai cũng được hết. Mình nói chuyện tình yêu đi. Bên kia có mấy mối tình rồi em gái? Dạ hiện tại thì em có 2 mối tình ạ. Hiện tại hả? Dạ không, em nhầm, trước đây ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 3 năm nhưng mà tụi em yêu xa. Rồi mối tình ít nhất là mấy năm? Dạ 1 năm ạ. Thì do bên em tụi em không cùng quan điểm với nhau. Hùng Vương, em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học cấp 3. Rồi. Thì đó là mối tình đầu. Mấy năm? 2 năm ạ. Rồi mối tình kế tiếp? Mối tình kế tiếp thì là mối tình hồi sinh viên. Mấy năm? Thời gian cũng diễn ra rất là ngắn, chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng rồi. Sau đó thì mối tình gần đây nhất thì em có yêu nhau là 2 năm. Vậy là cũng gần 5 năm với tình yêu rồi. Dạ thì... Tại sao lại chia tay với mối tình đó? Hai người tình yêu chưa đủ lớn để có thể sẵn sàng thay đổi vì nhau. Quan điểm khi tiến đến hôn nhân gia đình nó khác nhau. Em có thấy mình có thiếu sót gì trong các mối tình đó không? Em nghĩ là bản thân mình biết em là học thiếu sót cái gì, là quan tâm với đối phương hơn. Đó, tức là cái thiếu sót của mình là mình thiếu quan tâm đến đối phương. Cái này mình phải rút kinh nghiệm. Bởi vì trong tình yêu nếu không quan tâm chăm sóc thì tình yêu không đủ lớn. Tại sao tụi anh lại nói chuyện về quá khứ? Tức là sau những mối tình thất bại đó mình rút kinh nghiệm gì để mình biết, để mình bổ sung cho cái mối tình mới, chứ không phải là mình moi cái chuyện quá khứ làm gì. Rồi, như vậy là rõ. Chúng ta sẽ đến với những cái gì mới hơn, một cái mối tình mới, và cố gắng chăm sóc những cái gì mà thiếu thôi từ ngày xưa giờ nha. Em ơi, với em cái người bạn gái mới mà em muốn tìm hiểu thì em muốn cái bạn đó phải như thế nào? Em chào chị. Chào em. Em thích chị từ ngày mà đóng những phim hài với anh Xuân Hinh á. Trời ơi, công nhận cái trí nhớ của bạn này rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ em thấy chị ở một khách sạn nào. Trời ơi. Sao bây giờ em nói cho chị nghe coi là cái bạn gái của em á, bây giờ em muốn bạn như thế nào, ngoại hình ra làm sao, hay là phải giống với một cái mẫu hình lý tưởng nào mà em nghĩ trong đầu? Em thì em không một hình mẫu lý tưởng nào cả. Em thích cảm giác yên bình bên một người có tính cách mà họ thiện lương, biết thương cảm với những hoàn cảnh khốn khó. Và nếu một người thích kinh doanh càng tốt. Là bây giờ mình đang làm homestay với lại ngành bất động sản. Dạ đúng rồi. Thực ra thì em thích những người phụ nữ có tính cách một truyền thống pha chút hiện đại. Cố gắng vun vén cho gia đình cũng như cho dòng họ hai bên nội và ngoại. Mọi thứ nó hài hòa. Có những khi mà mình hơi quá một chút thì hai bên tự cân bằng với nhau. Mà nóng tính quá thì nhiều điều sẽ không hay nói trong lúc mà mình quá nóng. Chào xem đàn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em là cô gái rất là thông minh. Dạ. Anh nghe nói thôi, anh biết rằng em là người giao tiếp cũng rất là tốt. Dạ em cảm ơn anh. Em thích không thích điều gì đàn ông? Em nói điều em thích trước đi. Dạ, thứ nhất em thích một người đàn ông chân thành, ấm áp, biết cách cư xử với lại người lớn. Còn cái điều mà em không thích đó là thứ nhất là keo kiệt, gia trưởng, lăng nhăng và thích thể hiện mình á, tức là không có khiêm tốn. Em qua cái tuổi yêu đầm thắm, yêu cuồng nhiệt rồi. Bây tức là bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu êm đềm thôi. Êm đềm đúng không? Dạ đúng rồi. Mình chưa gặp nhiều, mình chưa có biết như thế nào, nhưng mà qua cách giao tiếp thì em nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói là 80-90% đúng với những gì tiêu chí bên đàn gái đó. Rồi để tôi hỏi chuyện nhà trai hỏi chút đi. Xíu nè, nói nghe nè bé. Ví dụ đi, cái cô bạn gái này nè, cô nói bây giờ cô muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ, thì em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu hai người mà đã quyết định một cách chắc chắn sẽ đến với nhau, xây dựng thành một hạnh phúc gia đình ấy, thì nơi nào có thể phù hợp với bản thân của hai đứa thì mình sẵn sàng về nơi đó. Tuy nhiên, tức là khi người ta đã xác định mình lấy nhau, mình cưới nhau, thì ở đâu có điều kiện, có công việc ổn định, có sự phát triển về kinh tế, chúng ta sẽ quyết định ở đó. Bạn nam này rất đẹp trai nè, mà ăn nói thì rất là ngọt ngào, nhiều khi mình ghen lộn lên mình chịu không được. Ví dụ vậy thì sao? Xa quá trời luôn. Thì đó, thì đó. Xa. Vấn đề quyết định là do hai bạn. Do các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ tham khảo ý kiến người thân. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai của em ạ. Chị hai ạ. Rồi chào chị hai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào Vương. Em là chị hai của bạn Trúc. Bạn Vương thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi về giao tiếp, có khả năng là buôn bán cho gia đình á. Chị cũng hy vọng là qua cái chương trình này hai bạn đã nhờ chương trình có cái duyên để gặp nhau rồi, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Trước tiên là có thêm một người bạn, sau đó thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị gái. Còn Vương đi với ai cưng? Em đi với em trai ruột của mình. Dạ em chào Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người trong trường quay. Em là em trai của anh Vương. Thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi á, em cảm thấy là chị gái là một người rất là có kinh nghiệm và một người từng trải. Và năm nay thì hai người cũng đã 29 tuổi rồi, thì em mong hai người sẽ có một sự lựa chọn chín chắn và trưởng thành nhất để đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ. Nhưng mà em thấy chị gái được không? Dạ chị gái rất là xinh ạ. Hợp với anh trai mình về tính cách về này kia không? Dạ cái đó thì em chưa dám chắc, nhưng mà em tin là sẽ hợp nhiều lắm ạ. Sẽ hợp nhiều lắm. Dạ, vâng. Rồi cảm ơn sự góp ý của hai họ ha, trai và gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi, rồi hai bạn sẽ quyết định nha. Okay. Mở rào. Dạ, em có một cuốn sách tặng anh. À, cảm ơn. Dạ, anh cũng hay đọc sách à? Anh thích sách từ nhỏ. Dạ vâng. À, anh có thể mở ra xem là tựa đề cuốn sách được không? Dạ được ạ. Tựa đề cuốn sách là Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu. Cái này là nội dung của nó là về kinh tế hay là về gì em nhỉ? Dạ về tâm lý, tình cảm. À dạ. Anh đã đọc cái cuốn Hiểu Về Trái Tim này chưa ạ? Anh đọc rồi. Cuốn Hiểu Về Trái Tim của tác giả Minh Niệm. Thì anh muốn gửi đến em cái này là bởi này, anh vốn là người rất sống rất là chân thành. Anh nghĩ là những cái gì từ trái tim á, nó sẽ đến với trái tim. Kèm theo đó, thực ra cuốn này thì hầu như là doanh thu bán sách đều mục đích để làm từ thiện. Dạ. Cho nên anh xin gửi em những món quà này, mong em đọc nó. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh nói về cuốn sách Hiểu Trái Tim cho em nghe. Anh là chủ tịch hội Hiểu Về Trái Tim. Tụi anh sản xuất ra cuốn sách này để bán, để lấy tiền mổ tim cho trẻ em. Cũng nhờ cuốn sách Hiểu Trái Tim này mà tụi anh mổ gần 2.000 ca mổ tim cho trẻ em, rồi là kém may mắn trong cuộc sống đó em. Dạ. Rồi bây giờ thì các bạn có thể trò chuyện cảm nhận về nhau lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Anh có gì hỏi em không? Nói về chuyện ăn nhậu đi. Thôi mình bỏ chuyện ăn nhậu một bên đi. Không, em xin phép em hỏi một chút xíu. Mình chuyện bia bọt ăn nhậu mình không có... em không thích em ăn nhậu. Em có sẵn sàng thay đổi không? Cái tính chất công việc của em thì cũng có giao tiếp với khách hàng, cũng có đi với bạn bè. Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh sợ hả? Một tuần thì anh sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này thì cuối tuần thôi hả? Sợ thì không sợ, chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Em biết nấu ăn nhưng mà em không thích, em chỉ thích gọi là sơ chế. Thì anh có nhận xét gì về cái vấn đề đó không ạ? Ai cũng vậy, con chim sẽ bay về tổ ấm. Con người ta thì thích cảm xúc tích cực. Tức là em đi đâu em muốn về nơi nào đó mà chào đón mình ấy. Giả sử như em lập gia đình đi, mà người chồng em muốn em nấu cơm thì em có sẵn sàng em thay đổi hay sẵn sàng em tìm hiểu không để em nấu được? Dạ có. Quá dễ. Lên Google gõ, tao nói rất nhiều cách nấu ăn. Anh là không biết nấu ăn. Cứ như thế mười mấy năm mình trở thành một đầu bếp gia đình. Đơn giản là nói như thế để thấy các bạn thấy rằng là không biết nấu ăn, mình học nấu ăn. Không có khó. Lên Google search nấu món gì ra hết. Em tìm một người bạn đời như thế nào? Em tìm một người bạn đời có thể đồng hành cùng em. Chứ đừng gọi là em không có khái niệm là hai người phải hy sinh vì ai đó mà hy sinh. mà hai người phải cùng nhau đồng hành với nhau thì cái đó là mới gắn bó, mới bền lâu được. Chứ một người mà hy sinh và một người kia không trân trọng thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có kéo dài lâu được. Nếu hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi? Theo em thì sao? Tại vì cái tính của em á, nhiều khi cũng ngang. Dạ. Nếu vậy thì em hãy đọc thật kỹ cuốn sách anh tặng em ấy. Dạ. Nó dạy chúng ta biết điều tiết cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều, kể cả lúc vui, lúc buồn, giận dữ. Và lý giải rất là hay. Rồi, chúng ta hãy tiến gần đến nhau. Nào, nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Và... em có năng khiếu hát hay đọc thơ gì không? Em hát. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng mà em hát một bài liên quan tới tháng 10. Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la, la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái, phải làm sao? Trời ơi, trời ơi, lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh, biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say dù đu, dù đu. Xin hết ạ. Em có giọng ngọt ngào, dạ, dễ nghe, dễ thương. Anh chỉ nhớ duy nhất một bài thơ ấy, là ngày xưa đọc lén được thư tình của mấy cái người mà viết cho dì anh từ lâu lắm rồi, dạ, hồi anh còn nhỏ. Đó là có một câu như này: anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng, và chỉ biết không nhớ em là không được. Dạ, cảm ơn anh, bài thơ rất là hay. Mời các bạn về vị trí. Nãy giờ các bạn đã trao đổi với nhau, các bạn đã nhìn nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Chúng ta đã nắm tay nhau để cảm nhận cảm xúc về nhau. Suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Suy nghĩ xem ta có nên bấm nút hay không? Trái tim mình có rung động thật sự hay không? Bấm nút là trao duyên đi, chúng ta không bấm nút vì bất kỳ điều gì nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Anh xin chia sẻ một chút thế này này. Anh nghĩ rằng bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều chàng trai bấm nút cho em. Nhưng mà anh nghĩ rằng cá nhân anh nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã chân thật với trái tim của mình. Rất tiếc các bạn chưa rung động, chưa bấm. Thì đúng như bạn trai nói, ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái, và cũng rất nhiều em gái sẽ hợp với chàng trai sẽ bấm nút cho em. Chúc cho hai chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ từ trái tim của các bạn. Món quà của các bạn vẫn giữ lấy làm kỷ niệm. Người lạ ơi, có đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường đời một lần nữa thì sao? Hiện giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Mình không thể đi cùng nhau, nhưng mà mình có thể là bạn của nhau. Đúng rồi. Mình sẽ có thêm một cái mối quan hệ mới. Biết đâu sau này em có dịp về Vũng Tàu thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là sau này em có thể em mua căn hộ hoặc là mua nhà gì đó thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là anh cần ô tô thì anh có thể liên hệ với em, không vấn đề gì hết. Đúng rồi, một cô gái rất bản lĩnh, coi như giao tiếp liền luôn đó. Đúng rồi. Tiếp đặt mối quan hệ buôn bán liền, ngay và liền. Chúng ta cứ đưa ra quyết định của mình, đó là quyết định của mình, cho dù người khác không quyết định đúng như mà ý mình muốn. Đó là bản lĩnh của một người con gái. Anh rất là phải nói rất nể em vì điều đó. Chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn với nhau nha, và chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.